bún mắm Bình Dân 30-35k cả nhà. Địa chỉ là 564 quốc lộ 50 Bình Hưng Bình Chánh cả nhà. Là cái bún mắm chị bán ở trước cửa đó luôn cả nhà. Giờ mình thấy nguyên tủ chất lượng lắm mà mình vô anh ha. Cái tủ bún mắm cả nhà, xong mình thấy có thịt nữa và chả cá, mực và tôm. Hấp dẫn ha. Rồi nhìn thấy quá hấp dẫn, cái tôm này rất ngon luôn nè. Ở dưới là có rau muống, rau chuối và rau đắng và kèo nèo rồi cả nhà. Giòn rất là hấp dẫn luôn cả nhà. Đây là cái nồi bún mắm cả nhà. Sắp cà để trên nó, mình đứng gần là rất là thơm luôn. Nhưng mà quán bây giờ hồi khách cũng rất đông anh ha. Để chị chủ quán vô mình hỏi coi chị bán mấy giờ. Dạ anh ơi, cái quán mình bán mấy giờ anh ha? Từ 3 giờ trưa cho tới 7 giờ tối. Dạ, mình bán bao nhiêu một phần anh? 30 với 35. Dạ, cái địa chỉ ở đây mình số mấy anh ha? Đây nè, 562, 564, dạ. Rồi 50. Dạ, Bình Hưng Bình Chánh đó anh. Dạ, Bình Hưng Bình Chánh. Dạ, mình bán chỗ này lâu chưa anh ha? Mới khai trương nay hơn tuần lễ. Dạ, mới khai trương, tại em đi ngang thấy trưng đồ quá hấp dẫn luôn nên em ghé. Bây giờ anh cho em hai phần bún mắm đi ha. Dạ. Ủa mình có đặc biệt hay là thường 30-35 là đặc biệt hả? Không, coi như là bán bình dân 35 thôi. Nhưng mà để 30 là những người mà người ta không có tiền á, người ta lại là kêu cho tôi một tô 30 à, có 30 vẫn ăn được tô bún mắm. À dạ là vậy hả? À. Ủa mình bán bún mắm có thịt nạc này nữa anh hả? Đúng rồi, tại dạ. Vì bình dân mà không có bán cái heo quay. Dạ. Heo quay thì nó mắc tiền lắm. Dạ. Bây giờ anh cho em 2 tô 35 đi ha. Dạ dạ, dạ. Em ơi là 2 tô 35. Tức là đây là thịt đó cả nhà. Tại vì chủ quán nó chỉ bán có 30-35 nên mình bán bằng thịt heo cả nhà, chứ không thay thế cho heo quay cả nhà. Em về, em về. Em ăn ở đây. À, đây dạ. Dạ. Dạ em ăn ở đây. Nhìn cái tiệm cả nhà, từng con tôm, từng cái miếng mực đó nha cả nhà, rất là xuất sắc luôn cả nhà, rất ngon luôn. Nên này vợ chồng có đi ngang cái mình ghé cả nhà. Đèn ơi. Mình có chả cá, mực với tôm hả chị ha? Dạ anh hai đi chị. Dạ. Là một tô như vậy là mình 35.000. Dạ. Mình đứng gần móng cả nhà, rất là thơm luôn. Chị nó có sống vậy? Cho chị. Đây là tô bún mắm ơi. Rồi. Ở đây cho rau sống đi. Rau sống. Bây giờ quán ngồi cả nhà rất là đông luôn, nên chủ quán lu bu cả nhà, mình sẽ kêu ra review cái tô 30-35k như thế nào cho cả nhà xem á. Có đi ngang đây ghé ăn bún mắm luôn cả nhà. Cái ngày hôm nay vợ chồng có qua bên Bình Hưng Bình Chánh cả nhà để thấy bún mắm bán rất là ngon, nên hai vợ chồng có kêu ra 2 tô cả nhà. Đây là tô bún mắm 35k cả nhà, là có mực, chả cá và tôm và cà và có thịt heo luộc thay thế cho heo quay á cả nhà. Đây là tô này là 35k. Dạ tô bên đây là cũng vậy luôn. Dạ ở đây mình có một dĩa rau đủ loại luôn, rất ngon luôn. Ôi, ớt xay rất là chất lượng luôn nha. Dạ. Dạ đây là mình có nước me cả nhà, để mình làm nước chấm với mình bỏ vô trong bún mắm. Rồi. Mời cả nhà ăn bún mắm cả nhà. Dạ chồng mình mời cả nhà ăn bún mắm nha. Cái quán này bán khách rất là đông cả nhà, ngồi đông người thì. Đông. Quán Bình Dân cả nhà, bún mắm Bình Dân. Dạ. Này là Bình Hưng Bình Chánh em ạ. Dạ đây Bình Hưng Bình Chánh.
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. À, cái hướng mà từ bến xe đổ ra Nguyễn Linh á nằm bên tay phải luôn đó nha. Địa chỉ em đọc rồi phải không? Dạ. 654. Ê, 564. 562, 564. Đúng không? Quốc lộ 50, Bình Hưng, Bình Chánh. Chất lượng nha. Quá ngon. Này có bông súng kèo nèo cả nhà. Cho một đĩa rau luôn. Có 30-35k thôi. Nhưng mà bán bình thường là tô 35. Còn nhiêu? 35. Còn để 30 rồi cũng như có những anh chị em á, cũng như là cũng như ảnh nãy nói là cũng như là ít tiền á, lại 30 anh cũng bán luôn. Ừ. Dạ. 30 mà, 30-35 mà. Dạ. Uống mắm thịt nạc. Chỉ có giá 35 bán heo quay á, không được á anh. Không lời. Dạ. Nên là thay thế cho những lát thịt nạc vậy nè cả nhà. Gọi là rẻ mà chất lượng đó nha. Dạ. Đúng không? Dạ. Cái nhà so với số tiền là 35k cái nhà mà con tôm như vậy nè cả nhà. Quá chất lượng luôn. Tôm tươi. Tôm quá tươi luôn. Tôm ngọt ha. Ngọt. Cái này anh bán lợi ít nhưng mà nhờ rất nhiều. Đông lắm đó nha. Nhưng mà bán giá ghê, rất là mềm. Bún mắm giá này quá mềm luôn á. Nhưng thường vợ chồng mình ăn là tô 50-60. 50, 60, 70, 80 luôn. Thì giá này quá mềm luôn á nha. Cái nhà có việc thì ra ghé ăn thử thì ngon. Như bán buổi chiều quá vậy. Dạ, 3 giờ chiều bán tới tối. Không. Cái này là mà vợ chồng mình thấy ngày hôm qua cả nha. Rồi bữa nay mà vợ chồng mình sẽ mới chạy qua đây quay á. Thấy mà 30-35k chất lượng như này quá chất lượng luôn. Quá ngon. Cái nước xuất sắc luôn. 30-35k một tô gì cho một dĩa rau đầy nhóc nữa cả nhà. Không tính thì sao cũng đâu có lời đâu hết á. Mà ăn tôm với mực quá như nhiều rồi. Dạ tôm mực chả cá thịt nạc. Tôm này gọi là tôm là 35 con ký. Dạ. Đúng tôm mình bỏ bán dừng dụt á. Dạ. Nên anh nói là bán thịt quay không được á anh, bán thịt luộc á anh. Mình nói đại biết đúng luôn cả nhà. Tại có chính cậu vợ anh bán tôm á, mình thấy cũng tại đó. Tôm quá bự. Tôm nhiều khoái. Này cho xe mệt quá về sớm cả nhà ơi. Nhìn thấy trong muốn bệnh nè. Ừ.
bữa nhậu nhiều quá. 5 lon. Không thấy đường về luôn. Nhiều quá mà 5 lon nữa hả? Chứ rõ vụ nào 5 lon đâu. Hồi xưa chưa lấy bà tới uống lần 15 lon. Thế tay mà miền tây lắm sạch. Cũng có thể nó mắm linh dạ. Lâu lắm rồi á, hai chồng mới ăn được tô bún mắm 35k cả nhà cũng đã ăn sao. Quán này vừa túi tiền mà lại khẩu vị rất là ngon nữa, rất là đông cả nhà. Không có nhà có vượt này ghé ăn thử đi. Nếu mà có xem clip mình nên ghé ăn thử một lần. Rất là ok. Là rẻ, rẻ ngon chất lượng. Ai thích ăn giam nhiều lại đây là ok luôn, cho mình dễ giao luôn. Hai chồng mình ăn gạo ít. Cái mình mới vừa quay xong, quay là quay nữa quay không nổi. Quán này là thuộc về là Bình Hưng Bình Chánh, được trên nằm trên đường quốc lộ 50, hướng từ bến xe quận 8 đổ ra Nguyễn Văn Linh, nằm bên tay phải, địa chỉ là 564 562, đó là hướng ra Nguyễn Văn Linh nằm bên tay phải á. Quán này bán buổi chiều cả nhà, đặc biệt buổi chiều thôi mà bán chắc là hết nghỉ chứ. Giá ba là ba, từ 30 tới 35, chắc 40 người ta cũng bán vậy. Mình muốn ăn đồ ăn thêm thì người ta bán thêm. Nhưng mà thật giáo là cái giá bình thường vợ chồng mình ăn này là một tô vừa 35 ngàn. Đầy đủ luôn, tôm mực đầy đủ rất là ngon. Nước rất là tuyệt vời. Nhưng mà hả, tôm mực đều rất là tươi cả nhà. Rất tươi. Rất là ngon. Thôi clip của hai chồng Quán Vỉa Hè đến đây kết thúc. Cả nhà có xem clip của hai chồng hãy cho hai chồng một like, một chia sẻ và một đăng ký để hai chồng có động lực làm những clip tiếp theo nha cả nhà. Bye bye.